Bây giờ tôi đang ở trong cái thư mục Ionic, mà khi mà chúng ta đã cài đặt Ionic rồi thì chúng ta có thể tạo một cái project bằng cái lệnh như thế này, Ionic này. Và bây giờ tôi sẽ đi nhé, lên cái thư mục này lên để các bạn thấy là nó không có gì ở trong cả, đúng không? Và tôi dùng cái Explorer này, Ionic này. Các bạn nhìn thấy đây là thư mục này, Ionic, và trong này nó trắng trơn. Và bây giờ chúng ta sẽ thử nhé, ta dùng lệnh Ionic này. Start và tên project của mình là first hay là test test app nhé. Và cái nó gọi là template của mình, và mình có thể đặt blank hoặc là nó có vài cái template. Và đầu tiên chúng ta hãy thử cái template blank đã nhé. Blank Enter này, và cái này là nó chạy, nó đang chạy và nó tạo cho mình một cái test up, và nó đã khởi tạo Cordova project này, các bạn nhìn thấy không? Và sau khi tạo xong thì chúng ta sẽ cùng xem là cái thư mục nó khởi tạo như thế nào đấy. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái công việc tạo cái project, và chúng ta xem lại này, Nick này. Và bây giờ chúng ta đã nhìn thấy cái TSTF ở đây, đúng không? Và nó có cái thư mục WW này, là cái thư mục mà chủ yếu chúng ta sẽ làm ở đây, nó có file. Và tôi sẽ thả cái WW này vào trong slide nhé. Và tôi sẽ kéo nó vào đây và tôi thả nó vào đây để chúng ta sẽ thử xem. Chúng ta có thêm index.php. Và chúng ta có cái title của nó là Ionic Blank Starter, đúng không? Và một cái ứng dụng Ionic thì nó có thể chạy trên local browser, rồi nó có thể chạy trên emulator, hoặc là nó cũng có thể chạy trên cái device, nếu bạn gắn cái device của bạn vào, hoặc là các bạn sẽ tạo thành cái app và các bạn cài vào trên cái máy, tức là trên cái mobile phone của bạn thì các bạn có thể chạy trên mobile phone. Và trước mắt chúng ta sẽ làm với cái local browser, và chúng ta sẽ làm từng thứ một nhé. Ok, mà để mà chạy cái app thì chúng ta sẽ dùng lệnh gì nhỉ? Ionic serve nhé, để mình run cái server đấy. Và chúng ta thấy nó đã chạy đây rồi, đúng không? Và trong cái video này tôi còn muốn các bạn gì nhỉ, chúng ta cài cái màn hình Canary, Google Canary là cái đây, cái Google Canary. Nếu mà các bạn gõ ở trong Canary thì các bạn gõ như sau nhé, Canary Chrome này nhé. Các bạn gõ Canary Chrome thì các bạn sẽ có thể cài đặt cái thằng màn hình này, Chrome Canary đây, và các bạn download cài đặt cái màn hình Chrome Canary này để cho những cái developer đấy nhé. Và sau khi mình đã cài xong thì các bạn sẽ khởi động nó như thế này nhé. Đây tôi có màn hình Canary Chrome cài đặt đây, đúng không ạ? Ở bên này là cái Windows bình thường, cái Chrome bình thường, thì các bạn có cái localhost này, các bạn chỉ cần gõ copy cái này vào và các sang màn hình Canary thì các bạn dán nó vào đây chẳng hạn, hoặc các bạn mở tab mới, paste nó vào và go này, thì các bạn thấy cũng vẫn giống như này. Nhưng mà chúng ta có khi mà ấn F12 thì các bạn sẽ thấy cái ứng dụng của chúng ta cái gì nhỉ, you might need to reload đây, thì chúng ta có cái Ionic Starter của mình ở đây nhé, được không? Và nhớ là các bạn nên dùng Canary Chrome thì chúng ta sẽ có cái tím, và sau đó thì chúng ta sẽ phát triển cái ứng dụng của mình và sẽ view trên cái Canary này thì sẽ đẹp hơn hoặc là sẽ tốt hơn, có nhiều cái khi mà chúng ta làm với các ứng dụng mobile. Ok.